Rồi, chào mừng các bạn đến với Di động Nhật Nam nhé. Các bạn cũng biết là Di động Nhật Nam là chuyên bán điện thoại cũ chính hãng và iPhone chuẩn quốc tế với chế độ bảo hành rất là lâu. Bảo hành một đổi một trong vòng 6 tháng, có nghĩa là 180 ngày sử dụng đầu tiên nếu có lỗi thì được đổi. Và máy mình bán ra thì sẽ cam kết là máy zin chuẩn quốc tế. Không sửa chữa đối với dòng iPhone và chuẩn chính hãng đối với dòng Android 2 SIM. Tất cả sản phẩm bán cam kết là men zin màn zin, không sửa chữa các bạn nhé. Như vậy quá là yên tâm và mình liên tục đưa ra những cái sản phẩm tri ân khách hàng để bán cho các bạn trong thời gian vừa qua, đó là để cho các bạn ủng hộ Di động Nhật Nam một cách nhiệt tình, chuẩn chỉ hơn và cũng như là khi các bạn xem thì có cái động lực để các bạn nhấn nút like, chia sẻ video đến nhiều người khác cùng xem và vào săn sale. Thì hàng ngày mình sẽ up video clip lên kênh vào lúc là 12 giờ trưa và 7 giờ tối thì trong mỗi video clip sẽ có vài cái sản phẩm mình bán sale với giá rất là rẻ, có thể là giá vốn thì các bạn biết là đi buôn mà bán giá vốn là ok rồi là thứ nhất thứ hai nữa có thể là giá mình bù lỗ và cái khoản tiền để mình bù lỗ là mình trích từ cái khoản tiền thu nhập youtube khi mà chúng ta làm kênh youtube mà trở lên thương mại hóa thì chúng ta sẽ có được cái khoản tiền của youtube người ta thanh toán cho mỗi cái lượt các bạn xem kênh đó cho nên càng nhiều lượt xem càng nhiều người đăng ký kênh càng nhiều người bình luận càng nhiều người like thì di động nhà nam càng có nhiều nguồn kinh phí để bán những cái hàng sale ngày một nhiều hơn cho các bạn nhé và ngay bây giờ đây mình sẽ review báo giá sản phẩm và về cái hình thức mua bán thì có hai hình thức một là trực tiếp ở shop di động nhật nam các bạn có thể đến trực tiếp shop mình ngay sát cổng chợ ngọc lâm xã phú xuân huyện tân phú tỉnh đồng nai nó nằm ngay cổng chợ ngọc lâm nhé và nó thuộc quốc lộ 20 cây số khoảng 130 cái hướng đi từ định quán về phương lâm các bạn nha rất là dễ để tìm còn tất cả những bạn ở xa có thể mua với hình thức mua bán online vì nhật nam có ship code trên toàn quốc và khi nhận hàng là các bạn được kiểm tra hàng. Tuy nhiên khi mua online thì các bạn phải đặt cọc trước từ 1 đến 500 các bạn nhé. Để chốt đơn hàng, tránh tình trạng bom hàng hoặc là đặt ảo các bạn nhé. Rồi, đầu tiên thì hôm nay mình có luôn một con máy thanh lý cho các bạn. Khá là rẻ ok và đây là con 6S Plus. Con này thì do của một khách nâng cấp lên đời nên bán lại cho mình. Lý do là không biết mua ở một nơi nào đó với giá cũng khá là đắt. Tuy nhiên về thì không ưng ý bởi vì một cái sản phẩm bị... À, sản phẩm này hình như là sản phẩm uh, thay vỏ rồi các bạn ạ Nói tóm gọn này có dọn vỏ thay vỏ mới Chứ không phải là zin Thì uh, không đúng với cái phong cách bên mình Nhưng mà khách đổi nâng cấp lên đời thì buộc mình cũng phải thu lại rẻ cho khách Đây là con 6S Plus uh, Phiên bản bộ nhớ 64GB Thì mình kiểm tra thì mình thấy màn thì nó cũng là màn zin Nên là hiển thị nó rất là rõ nét ok Nên cũng tạm được Và chiều nay thì mình sau khi mình khách đem đến thì mình cũng mở máy bên trong ra để mình kiểm tra xem men bọng các thứ có ngon lành không Thì mình thấy là cũng không có sửa chữa gì Chỉ có điều là thay mỗi cái bộ vỏ thôi các bạn nhé Đấy nói rõ để các bạn hiểu Và mình sẽ thanh lý các bạn Với giá rất là rẻ thôi Bạn nào ưng thì chúng ta mua Và các bạn cũng biết là đây là cái con máy gọi là 6S Plus Màn hình 5.5 uh, in Máy vẫn còn uh, nút Home và dĩ nhiên là vân tay các thứ là đầy đủ ok và ở đây mình thấy pin là báo dịch vụ mất rồi pin là báo dịch vụ mất rồi cho nên là chắc chắn là pin nó hư pin nó hư nên chắc chắn là phải thay và giá của nó thì mình bán thanh lý cho bạn rất rẻ thôi 6S Plus tới 64 ghi bộ nhớ nói chung máy cũng chuẩn quốc tế và mình kiểm tra thì máy cũng tương đối là sạch sẽ chuẩn ok chỉ có thay vỏ và vân tay thì vẫn còn nguyên si Men thì cũng ZIN chuẩn ok các bạn nhé Nói chung máy sạch sẽ mình kiểm tra bên trong rồi Các bạn cứ yên trí Và đây là một con máy màu gold Và pin thì hư nên các bạn nào Mua thì đương nhiên chúng ta cũng phải thay pin vào nhé Còn thích trải nghiệm về sau này Các bạn tự thay pin thì tùy các bạn thôi Và mình bán với giá 1 triệu chín. Còn ai thay pin thì cộng Tiền thay pin vào cho mình nhé Còn không thì cứ mua về dùng sau này tự thay Ok các bạn ha Sau s Plus màn hình 5.5 in Máy chuẩn quốc tế nhé lý do là bán tri ân khách hàng nên là mình chỉ có à, bảo hành cho các bạn một tháng thì các bạn yên tâm và lưu ý con này nếu ai thay pin thì thay còn không mình chỉ bán một triệu chín rất rẻ các bạn nha. 64 mươi nha nói chung là mình phải khẳng định là rất rẻ đấy và có mỗi một cái thôi không có nhiều rồi tiếp theo thì giới thiệu đến cái các bạn cái sản phẩm 8 năm 256 g và bán rất chạy ở cái thời điểm gần đây thì bạn cũng biết là 8 lớt này mình về được cái sản phẩm là 256 g bộ nhớ máy zin thì đối với cái dòng thương mại của bên mình thì mình cam kết là chỉ bán máy zin chất thôi ok và chỉ cho phép thay pin nếu như pin của nó kém thì cái dòng này thì tất cả mình đã thay pin mình cũng báo cáo rõ với bạn như thế luôn và bên mình là thay pin chuẩn xài rất sướng và đây là 8 bờ lớp màn hình to 5,5 in vân tay vân chân đầy đủ bộ nhớ 256 g đây là máy màu gold và mình đã thay pin sẵn sàng 100% cho các bạn rồi đấy thay pin báo 100% luôn để các bạn sử dụng cho yên tâm và sản phẩm này thì chắc chắn là sản phẩm chuẩn quốc tế và chuẩn zin vân tay là đầy đủ đây là hàng thương mại của mình nên mình sẽ cam kết là máy zin máy chuẩn quốc tế và bảo hành một đổi một trong vòng 6 tháng cho các bạn thì con 8 plus phiên bản cao phiên bản bộ nhớ nhiều 256 g này mình sẽ bán cho các bạn với giá 5 ,9 triệu 9 và một cái điều đặc biệt lưu ý ở shop di động Nhật Nam là shop di động Nhật Nam là một shop duy nhất bán máy trần không tặng kèm phụ kiện bạn nào muốn tặng kèm phụ kiện thì có thể lựa chọn shop khác rất là nhiều nhưng riêng ở shop di động Nhật Nam là phải tiết kiệm và phải bảo vệ môi trường mới uh, xài hàng của di động Nhật Nam nhé bởi vì cái quan điểm của mình nó rất rõ ràng không ai cho không ai gì cả tất cả những cái sản phẩm của bạn được tặng đó thực tế ra đánh giá trị vào đây hết đúng không và 5 triệu 9 8 bật 256 ghi bộ nhớ luôn khủng luôn thì bây giờ, giữa cái màu vàng bên cạnh đó thì mình cũng có màu trắng màu trắng và màu đen thì mình mở luôn cả hai máy lên máy hai máy này thì mới ở chiều nay mình cũng cố gắng mình tranh thủ mình thay pin cả rồi và mình cũng kiểm chứng máy hết rồi Men bọng các thứ là ok Máy zin chuẩn Và cũng là máy 256GB bạn nhé iPhone 8 Plus Vân tay vân chân đầy đủ máy chuẩn quốc tế bảo hành 6 tháng Thì cái màu trắng này Sau khi mà thay pin ngon lành chuẩn chỉ thế này rồi phiên bản 256GB mình sẽ bán cho bạn với giá là 5 triệu 8 5 triệu 8 Máy trần không tặng kèm phụ kiện Và bên mình cũng không bao phí ship nha khách mua hàng phải trả phí ship và phí ship thì có phí bảo hiểm nên cũng tương đối là cao nhưng uh, nó chỉ cao tùy theo cái giá trị của máy thì máy càng cao thì phí ship càng cao máy đắt thì phí ship càng cao bởi vì nó đánh một phần trăm bảo hiểm đây con này là màu đen mình cũng thay pin rồi mình cũng kiểm chứng máy cho bạn rồi và cũng là 256 g cũng là máy 8 lớp tuần chỉ ok màn hình 5,5 in vân tay vân chân và các thứ đầy đủ bạn nhé máy cam kết zin chuẩn chỉ thay pin 100 giá bán 5 triệu 8 đối với màu đen và mình không còn nhiều đâu tất cả các màu thì mình còn đâu được khoảng 6 hoặc là 7 máy thôi nên các bạn nhanh chóng mua nhé rồi tiếp theo thì giới thiệu đến các bạn cái sản phẩm iPhone 12 Pro Max 12 Pro Max thì hôm nay mình còn 4 máy bao gồm là 3 máy 256G ở đây và ở đây thì có một cái máy 512G máy 512G mình review cho bạn xem sản phẩm này thì nó có chảy viền nhẹ nha nên là nó chỉ được khoảng là 98,5 thôi chứ mình không dám gọi là hàng 99 luôn và 12 Pro Max này là phiên bản con này là phiên bản 512 khi bạn thấy đây Ok Đấy. dạo gần đây thì có xuất hiện những cái máy mà nó có cái ô cảnh báo cho phần giới thiệu đây này có nhiều bạn lo lắng thì mình cũng nói luôn để bạn hiểu rõ để bạn hiểu rõ nhé thì như đây con này là nó có cảnh báo là màn hình linh kiện Apple chính hãng có nghĩa là cái máy này đã từng có lịch sử thay màn hình ở hãng rồi thay màn hình ở hãng thì bạn biết là nhiều bạn sẽ một số bạn kỳ thị nhưng mà cái này mình phải nói là kỹ không phải lối bởi vì các bạn biết nếu như một cái màn nguyên si cả nguyên con này theo máy ra thì đến thời điểm hiện tại nó đã sử dụng được hơn 2 năm nhưng chẳng may sử dụng được hơn một năm cái màn nó xui xẻo nó gặp phải lỗi vì hàng điện tử không ai nói hay được Chính vì vậy mới phải sinh ra chế độ bảo hành Và cái sản phẩm này được bảo hành tại hãng Thì đôi khi là hãng người ta đã thay một cái hạt màn hình mới chuẩn mới vào Thì các bạn thấy là chắc ăn là cái cái khoản là màn hình này Nếu bạn biết là màn hình này nó sẽ có cái thời gian sử dụng là ít hơn so với tổng cái máy này Đúng chưa? Thì thay như thế này rất là an toàn và thậm chí là được lợi Bởi vì là các bạn được một cái màn chính hãng nó mới Về cái thời lượng sử dụng nó ít hơn là một cái màn đóng từ trong máy sài từ ngày xuất xưởng đúng chưa? đấy mình phân tích thế và tất cả những cái này nó rất là ok và an toàn và đây là một con 12 Pro Max phiên bản tới 512 G máy màu đen nhưng mình bán cho bạn với giá cực kỳ là hấp dẫn bởi vì có vài vết chảy viền nhá bài vết chảy viền nhẹ đây này đó thì chính vì nó có chảy viền này nên mình nghĩ là dẫn đến hư màn hình và mà đã thay phải thay một cái màn hình khác ok chưa? đấy còn máy thì các bạn biết là nguyên tắc của hãng không cần biết vô đó thay thế bất cứ một linh kiện nào nhưng kỹ thuật của hãng người ta phải đúng cái quy trình là phải thẩm định hết cả cái máy để ra soát xem có những cái chỗ nào lỗi lầm thì họ phải xử lý hết để họ xuất ra bên ngoài một cái máy chuẩn chỉ như ban đầu sản xuất để mà giữ được cái uy tín của hãng các bạn nghĩ đúng không kể cả xe pháo hay bất cứ một cái gì cũng vậy vào hãng là sau đó được quy trình kiểm tra toàn bộ máy toàn bộ xe hay là như điện thoại thì phải kiểm tra toàn bộ máy cho nên những cái con này rất là an toàn vì là mình thấy nhiều bạn á cứ xem vào đây này xong là nói chê bai thì mình nói là đấy là tất cả những bạn đó là kỹ không phải nói các bạn nhé đấy không có cái vấn đề gì cả rất là sướng rất là phê và con này thì đây các bạn thấy là thay do thay ở hãng nên là báo màn chính hãng chuẩn chỉ nên cũng chu tông các thứ là đầy đủ chả có thiếu một cái chức năng gì và thậm chí như mình phân tích những cái sản phẩm màn hình này độ già của nó đôi khi nó lại trẻ hơn những cái mà gắn luôn từ máy từ ban đầu xuất xưởng đúng chưa thế sau khi xài hơn năm hư cái màn hình đó lên mới phải thay cái màn hình mới thì màn hình mới này nó mới sử dụng ít hơn so với tổng thể của cả cái máy như thế nó là chất hơn nhá và con này lý do là nó có chảy viền nhẹ đây này chảy viền nhẹ nên mình bán rẻ cho bạn phiên bản 512 trăm thì mình nói thật với các bạn là cực hiếm 12 hai màu đen nhưng mà mình bán cho các bạn với giá là 17 triệu rưỡi thôi 17 triệu rưỡi thôi con này thì tổng thể khá đẹp bạn thấy lưng sau đẹp chuẩn zin nhé nhá. Ba camera màn hình 6.7 in, rất là chất 12 Pro Max. Và 12 Pro Max bây giờ thì nó rất là thịnh ở thời điểm này. Người ta chọn cách an toàn là sử dụng 12 Pro Max bởi vì giá tiền rẻ này, ít lỗi lầm này, ngon này. Đấy, chuẩn chỉ này. Nó an toàn nữa các bạn nhé Chứ 13 14 bây giờ là nó có cái lỗi xanh màn hình một số người người ta hơi sợ đấy. Đấy, lỗi sọc màn hình đấy khi mà cập nhật iOS 16 đấy đó lỗi của hãng lỗi chung nhá và một số bị đấy thì mình à, nói thế thôi chứ còn thực tế ra bán vẫn phải bán chuyện cái nào lỗi đến đâu xử lý đến đấy quan trọng là nhà bán vẫn phải xử lý cho khách hàng ổn thỏa ok thì mới có uy tín như vậy các bạn cứ yên trí và 12 Pro Max này 512 ghi mình khẳng định là phiên bản rất là hiếm và hôm nay có một con màu đen thôi giá bán của nó là 17 triệu rưỡi máy trần không tặng kèm phụ kiện nhá còn ở đây thì mình sẽ có những cái con là 256 g à, thì cũng là hàng nó 98,5 thôi nó phải nhẹ nhẹ nhưng mà con này thì mình thấy nó cũng tương đối là đẹp nó phải rất nhẹ thôi và có giá bán là 16 triệu 600 và đây là một con máy zin chất 256 g đây các bạn nhé 256 g chuẩn chỉ ok đó 12 Pro Max 256 g thì giá 16 triệu 6 đây là máy màu đen Đấy, các bạn thấy này bên mình thì cứ phải kiểm định ok chất lượng là màn hình nó phải zin chu tông đầy đủ và Face ID là nó phải có đúng không? Face ID nó phải có đó quét cái gương mặt này đấy thì nó phải được thì mới 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 là gọi là một con máy chuẩn chỉ không lỗi lầm và sau đó vẫn bảo hành cho các bạn 6 tháng nếu có lỗi các bạn nha thì uh, con này là 16 triệu 6 256 G máy khá chất nha hàng phải đẹp phải nhưng phải rất nhẹ thôi nên là khá là đẹp thì mình gọi là hàng phải đấy nhưng mà giá rẻ quá các bạn ạ mua mà dùng Tết thôi tiếp theo thì có con màu gold máy cũng chuẩn chỉ Zinoke và cũng là 256 g cũng phải nhẹ 98,5% đấy và giá chỉ có 16 triệu 8 hàng bán đắt như tôm tươi về mười mấy máy hôm nay còn ở đây có bốn máy là các bạn biết rồi nhá mua nhanh để dùng Tết và lưu ý là khu vực miền Bắc là hôm nay mình không nhận đơn ship được nữa rồi nhá phải đợi sau Tết còn là hôm nay mình chỉ nhận của các khách hàng ở trong khu vực miền Nam và miền Trung nữa thôi và mình cũng chỉ bán được một hai ngày nữa là ngưng rồi là ngưng không nhận đơn lúc đó thì mình chỉ bán trực tiếp tại shop di động Nhật Nam ở Tân Phú Đồng Nai thôi đấy con màu gold này thì cũng chuẩn chỉ ZIN này máy tiêu chí là phải chu tông chu tiết là nó phải có ngon lành này đấy chuẩn chỉ này đó ok và phải không chê vào đâu được các bạn nhé máy là phải chuẩn chỉ nguyên zin chuẩn quốc tế đây 12 rô rất là chất 256 ghi đây màu gold con này thì 16 triệu 8 còn một cái thôi cuối cùng thì còn một cái màu à, màu trắng trắng cũng khá đẹp cũng khá đẹp đẹp khoảng 98,5 toàn bộ chuẩn chỉ ok hết đấy mời các bạn đến trực tiếp Ngọc Lâm để xem và mua các bạn nhé rất là chất và chế độ bảo hành 6 tháng ngon lành cam kết hàng chuẩn zin chuẩn quốc tế không bán máy lốc không bán máy bay bát khách hàng cứ yên tâm mua hàng của Nhật Nam đấy một shop rất là độc lạ vì là bán không tặng kèm phụ kiện như thế thì mới tránh lãng phí và bảo vệ môi trường các bạn nhé và cũng đây cũng là 12 Pro Max 256GB 256GB thì cũng là cái phiên bản bộ nhớ nhiều nên rất là chuẩn rồi các bạn cứ yên trí sử dụng vì là không sợ đầy và máy chuẩn zin ngon lành bảo hành 6 tháng giá của màu trắng cũng là 16 triệu 600 các bạn cứ thoải mái mua rồi tiếp theo thì mình giới thiệu đến các bạn và cái sản phẩm của Oppo chính hãng thì đây đầu tiên là có Oppo A96 mình review con máy màu đen và đây là Oppo A96 với uh, phiên bản chính hãng 2 sim máy mới sản xuất gần rất là chất chả khác gì máy mới giá thì ở thời điểm này mình thấy cũng rất dễ mua bởi vì mình bán cho bạn với giá chỉ có 4 triệu rưỡi thôi Oppo A96 chip Snapdragon của Mỹ và RAM 8 g pin châu 5000 luôn đấy rất là chuẩn chỉ này và máy mới sản xuất gần thì các bạn biết là rất mới rồi ngoại hình thì rất mới rồi đây là máy màu đen 4 triệu rưỡi cam kết hàng chuẩn zin chính hãng dùng được hai sim camera camera rất là khủng này màu đen và một màu... à, chúng ta sẽ có hai màu luôn à, đây có màu bạc nữa cũng khá mới này bởi vì các bạn biết là mới sản xuất thì chưa cũ được nhé máy rất chất và giá bán của nó là 4 triệu rưỡi một máy nói chung là rất đáng mua chip snap là gần ram 8 bộ nhớ 128 và pin châu 5000 như vậy thì cực kỳ là khủng và chất lượng thì như là những chiếc máy mới thôi nhưng giá thì cực kỳ là hấp dẫn chỉ có 4 triệu rưỡi có hai màu cho bạn lựa chọn nhé tiếp theo thì hôm nay mình còn sót lại đây một con Samsung mình bán ân khách hàng đây này con Samsung A50 mà bán có 2 triệu tư thì các bạn biết chỉ có giá tri ân mới có giá này con này thì ngoại hình cũng khá là đẹp vào tầm 98 máy zin chất chính hãng hai sim màu xanh tươi xanh như nồi canh nhé màn hình AMOLED RAM 4 bộ nhớ 64, pin 4000, màn hình giọt nước 6 in 4. Thanh lý tri ân khách hàng cho bạn bảo hành, tặng các bạn một tháng bảo hành. Lỗi là mình đổi thì những con hàng tri ân thanh lý là mình không có lợi nhuận nên là mình chỉ tặng khách hàng một tháng bảo hành nhé mình lưu ý vậy còn tất cả sản phẩm thương mại đều bảo hành 6 tháng phải nói rõ là bạn hiểu và tất cả sản phẩm đều là giá máy trần và không bao ship nhá thì con này chỉ có giá hai triệu tư thôi a 50 s tươi xanh như nồi canh chính hãng nguyên zin giá rẻ cực kỳ chỉ có hai triệu tư rồi tiếp theo để à, à, tăng thêm cái bầu không khí và để cho các bạn à, like à, nhiệt tình hơn nữa thì mình à, cũng à, tiếp tục tri ân thêm một con i 12s phiên bản ramm 3 bộ nhớ 32G giá 1 triệu 8 các bạn thôi i 12s mà giá có 1 triệu 8 thì rất là rẻ các bạn nha Vivo i 12s3 camera sau màn hình to 6,4 6,5 in pin Châu cấu hình tương đối là mượt luôn chuẩn và màn hình thì đẹp chính hãng hai sim và bền dòng Vivo thì khá bền và giá bán 1 ,8 triệu 8 trên khách hàng thanh lý bảo hành một tháng các bạn yên tâm rồi tiếp theo thì giới thiệu đến các bạn một con Oppo Reno 7Z khá là chuẩn với chip snap là gần 8 nhân phiên bản sử dụng được uh, sim 5G ngon lành vì khá là hiện đại mới sản xuất gần màn hình to 6,5 in pin thì trâu 4.500 RAM 8 bộ nhớ là 128GB, 2 camera cực khủng, dòng Oppo thì khỏi chê và Zeno 7Z này có giá bán cho các bạn là 5 triệu 8 một con máy khá mới bạn nhé khá mới màu đen đẹp len keng xa ben tiếp theo là Zeno 7 thường 4G chỉ có giá 5 triệu thôi nói chung cực rẻ giam 8 bộ nhớ là 128GB và cũng chip snap là gần 8 nhân cũng pin 4.000 rưỡi châu và màn hình to 6.5 in cực chất cam kết là sản phẩm chính hãng của Apple dùng được hai sim và máy ngoại hình khá là đẹp luôn chuẩn luôn như mới và giá bán chỉ có 5 triệu các bạn nhé 5 triệu đồng thôi rồi tiếp theo thì có A95 cũng cực kỳ là chuẩn và con này do là từ hôm giờ mình review mãi nhưng mà mình bán hơi ế thì mình quyết định thanh lý thanh lý cho bạn với giá thu hồi giá giá thu hồi vốn với giá là 3 triệu rưỡi thôi 3 triệu rưỡi cho thu hồi vốn bảo hành một đổi một trong vòng một tháng bạn lưu ý là thu hồi vốn Oppo A95 máy chuẩn zin Bin châu tới RAM 8 bộ nhớ 128 g Rất là mượt mà, chuẩn chỉ màn hình AMOLED các bạn nhé. Đấy, A95 không thể tin được giá hôm nay mình bán cho bạn có 3 triệu rưỡi, vô công bất thọ lộc, tặng các bạn một tháng bảo hành. Rồi tiếp theo là Samsung Galaxy A23. A23 các bạn biết là một con nồi đồng cối đá và đây là con RAM 4 bộ nhớ 128 pin châu 5000 giá thì cực kỳ hấp dẫn chỉ có 3 triệu rưỡi cho các bạn thôi màn hình to 6,5 in pin châu 5.000 ngon lành cành đào chuẩn chỉ các bạn nhé chính hãng hai sim máy mướt rượt ngoại hình đẹp gần như máy mới a 23 mới sản xuất gần đây giá có ba triệu rưỡi cực kỳ là rẻ nhé máy trần không kèm phụ kiện rồi tiếp theo thì có oppo a 53 các bạn ơi oppo a 53 của chúng ta thì khá là nổi tiếng với con chip của mỹ 8 nhân siêu tiết kiệm pin và pin châu 5000 bộ nhớ thì lại nhiều 128 g và màn hình rất là to 6,5 in rất là chuẩn chính hãng và ngày hôm nay có giá bán cho bạn là 2 ,9 triệu 9 và mình cũng chỉ còn một máy rất là đẹp các bạn nhé có thể nói rất là đẹp tiếp theo là Zmi Zmi Note 11s các bạn ạ Note 11s này thì là phiên bản cũng tương đối là ok và giá của nó là 3 triệu các bạn nhé chính hãng 2 sim 128 g pin châu camera lồi khủng rất là ngon Redmi Note 11 s nhé các bạn giá chỉ có 3 ,9 triệu chín thôi máy rất mới rất kem dễ mua và tiếp theo thì có Vivo y 33 s các bạn ạ mới sản xuất cái đột nên chẳng có cũ được đây là màu bạc đa sắc máy có thể khẳng định là gần như một chiếc máy mới nếu như chúng ta có cái hộp để bỏ vào thì có khi là các bạn sẽ lầm là máy mới đấy Tuy nhiên đây là mình bán hàng lướt rất là rẻ cho bạn với giá chỉ có 3 ,4 triệu tư rất rẻ nhá ram 8 bộ nhớ 128 pin thì chắc chắn pin trâu và màn hình to y 33 s chính hãng của vivo rất tiếc là nó đang hết pin nên mình không uh, review mở màn hình lên cho bạn được nhưng các bạn cứ yên trí chúng ta có thể vào google để chúng ta tìm kiếm cái thông tin của cái sản phẩm i33s này trước khi chúng ta mua cũng được mà nhá rất là chất và có hai màu đấy đây là màu bạc đa sắc và đây là màu xanh thì đều có giá bán cho bạn là 3 ,4 triệu tư máy rất chuẩn chỉ ok các bạn nhé ngon lành cành đào 3 triệu tư máy chả khác gì máy mới Vivo i33s chính hãng rất là chuẩn rất là chất nhé bạn cuối năm rồi thì mình cũng còn rất là nhiều máy Tuy nhiên thì mọi người cứ yêu mến xem like ủng hộ là được rồi lúc nào mà thấy kết cái sản phẩm nào phù hợp với nhu cầu sử dụng thì hãy điện đến bên mình để đặt mua hàng ủng hộ cho mình nhé chứ cũng không cần vội còn bạn nào chưa tin tưởng thì cứ xem kỹ đã và sang năm sau thì có thể ủng hộ mình nếu như có nhu cầu chỉ cần các bạn xem like bình luận nhiệt tình mình chỉ mong rằng là các bạn đã có cái sự trải nghiệm thực tế rồi thì hãng bình luận nhé những bạn nào chưa sử dụng thì thôi chúng ta có thể like và âm thầm theo dõi thêm sau này yên tâm rồi thì chúng ta mua còn những bạn nào đã trải nghiệm thực tế và đã là khách hàng của mình kể từ năm 2018 đến nay trong cái lĩnh vực mua bán online sức cốt trên toàn quốc thì mình mới phát triển từ 2018 nhưng cũng là một cái thời gian khá lâu đến 4-5 năm rồi các bạn nhé như vậy là cũng gọi là có tên tuổi có số má trên thị trường bán online rồi và kênh di động Nhật Nam thì may mắn được mọi người yêu mến ủng hộ lên đến thời điểm hiện tại cũng đã được 110.000 người đăng ký theo dõi và có khoảng mấy chục ngàn người đã tin dùng sản phẩm của di động Nhật Nam trong mấy năm qua rồi thì đây tiếp theo là có một con S22 Ultra con hàng đỉnh của chóp của hãng Samsung thì con S22 Ultra này là chính hãng của Samsung các bạn cũng biết mà dòng Android thì mình chỉ bán hàng chính hãng thôi và con này là hàng dạng như là chẳng khác gì mới nhưng mà nó không có hộp và phiên bản là RAM 8 bộ nhớ 128 chip thì rất là khủng camera thì cực khủng khỏi phải chê màn hình cong mượt mà 6.8 in và bút viết là đầy đủ sản phẩm cam kết là hàng chuẩn chỉ chính hãng và bán cho bạn với giá là 17 triệu năm rẻ hơn các bạn đập hộp khá nhiều nhưng mà chất lượng máy thì cũng không khác gì là hàng đập hộp các bạn nhé và tiếp theo thì mình sẽ review đến cho các bạn cái sản phẩm 12 Pro à 11 Pro, 11 Pro Max các bạn ạ. Mình nhầm các bạn nhé, đây là sản phẩm 11 Pro Max ở đây mình hôm nay mình lựa được ba con máy khá là chuẩn luôn. À, đầu tiên là có một con màu gold. Có một con màu gold phiên bản 256 GB. À, phiên bản 128 GB. 256 GB chứ các bạn. Đây, 256 g các bạn nhé. Con máy màu gold chuẩn chỉ ok 256 g Và con này thì mình sẽ bán cho các bạn với cái giá là 12 triệu 500. 12 triệu 500 các bạn nhé. Máy thì cam kết chuẩn zin okay rồi đây. 11 Pro Max 256 g màn hình to 6.5 in pin châu. Cấu hình khỏe, máy chuẩn chỉ ngon lành. Màu gold 12 triệu 500. Đấy, lý do là con này các bạn biết là nó là hàng khoảng 99 trăm đây là màu gold và mà bán có 12 năm thôi nhưng mình sẽ có được hai con nữa giá cao hơn giá cũng 12 triệu 500 nhưng các bạn sẽ thắc mắc tại sao màu gold lại bằng giá bởi vì hai con này thì đây là một con máy màu trắng và một con máy màu xanh rêu nói chung hàng tương đối là kem nó sẽ keng hơn cái con màu gold kia một tí cho các bạn nào thích chơi hàng kem tức là đây là có một con màu xanh rêu nó cũng là 11 Pro Max 256 g chuẩn chỉ đây. Rất là chất. Và giá là 12 triệu 500, nói chung cực kỳ chất, hàng lựa mà. Thì các bạn biết trong một đợt hàng đôi khi về mấy chục máy thì đương nhiên là chúng ta sẽ lựa được một vài cái nó, nó sang xịn mịn hơn thì bán nó giá nó cao hơn vài trăm cũng là chuyện bình thường. Và khi đã mua những cái hàng lựa này thì mong các bạn là đừng trả giá. Đừng trả giá các bạn nhé, bởi vì đây là hàng lựa chất trong vài chục cái máy mình mới lựa được một hai máy và xin thêm các bạn vài ba trăm nghìn. Chả đáng gì đâu các bạn 11 Pro Max màu xanh rêu 256GB bộ nhớ Máy rất là chuẩn chỉ, ok, ngon lành Đây, kiểm tra cho các bạn xem Màn hình thì chắc chắn là chu tông phải đầy đủ rồi Bởi vì mình chỉ bán hàng ZIN Cũng như là chỉ bán hàng chuẩn quốc tế Không bán máy sửa chữa và không bán máy lốc Đấy 256GB máy chuẩn chỉ, ok Chuẩn quốc tế, ngon lành 11 Pro Max màn hình 6.5 pin châu nhá, 12 triệu rưỡi Và có một con màu trắng, cũng là hàng tuyển như thế thì đã là hàng tuyển thì đương nhiên mình cũng bán 12 năm chứ mình không giảm đấy chỉ có con gôn đấy thì các bạn biết là nó 99 nó cũng đẹp lắm nhưng mà nói chung là nó ấy hơn một tí thôi nên là giảm giống bán bằng nhau đấy cũng là 256 ghi máy chuẩn chất nguyên zin đây là con màu trắng cũng bán 12 năm thì bạn nào kết màu nào thì chơi ủng hộ mình thôi chứ hàng của mình thì toàn hàng chất như nước cất bảo hành thì bảo hành lâu bảo hành tới 6 tháng cho các bạn nhé rồi tiếp theo thì giới thiệu đến các bạn mấy con Oppo mình thấy rất đáng mua, khá chuẩn. Đầu tiên là có con Oppo A77s, RAM 8 bộ nhớ 128 GB mới sản xuất gần, mới chát luôn á. Nói chung là chả khác gì máy mới, chỉ thua máy mới mỗi cái hộp thôi. Các bạn nhé, nói chung mới lắm và đây là máy màu xanh, chuẩn chỉ ok. Chính hãng hai sim ngon lành cảnh đảo và giá bán chỉ có 4 triệu rưỡi thôi tiếp theo thì con A57 Oppo A57 thì cũng thế cũng mới sản xuất gần đây và cũng máy màu xanh tươi xanh như nồi canh này chuẩn chỉ luôn máy không khác gì máy mới con này là 128 g và giá cực kỳ hấp dẫn luôn giá chỉ có 3 triệu rưỡi thôi chả khác gì mới các bạn ha bảo hành 6 tháng tiếp theo là con nồi đồng cối đá lâu năm rồi nhưng mình tuyển được một con cũng rất mới và nguyên zin con này thì là 3, ,3 triệu 3 đó là con A9 2020 pin châu 5.000 giam 8 bộ nhớ 128 bạn nhớ giá chữ 3, 3 triệu 3 rất là chuẩn chỉ ok và tiếp theo là một con uh, giá rẻ dưới 3 triệu mà không ngờ có một con máy rất mới đây Oppo A55 pin châu 5000 màn hình to 6.5 4 bộ nhớ 64 máy rất mới và giá chỉ có 2 triệu 8 rồi tiếp theo lại là một con 2 triệu 6 nhưng cũng rất mới đó là con A50S hàng này có thể nói là hàng huyền thoại chuẩn chỉ ở thời điểm này mà lựa được những con như thế này bạn thấy nó không chê vào đâu được màu tím A50S pin 4000 màn hình giọt nước 6.4 in 3 camera sau rất là chất chính hãng của Samsung và giá bán chỉ có 2 .6 triệu 6 thôi nhá tiếp theo là A30S thì rẻ hơn 100 cũng là hàng tuyển tươi xanh như nồi canh luôn ra 4 bộ nhớ 64 pin 4000 màn hình giọt nước 6 4 A30S hàng tồn đấy nên nó mới mới như thế này và zin như thế này các bạn nhé giá có 2 triệu rưỡi thôi và tiếp theo là một cái sản phẩm đời mới mới sản xuất gần Tuy nhiên thì nó lại rất là nồi đồng cối đá Đó là con Samsung Galaxy A13 nha các bạn Chuẩn zin chính hãng RAM 4 bộ nhớ 128GB Máy chuẩn chỉ ngon lành Pin châu 5.000 màn hình 6.5 4 camera mới sản xuất gần đây nên khỏi lo Khỏi lo về chất lượng nha các bạn A13 Chuẩn chỉ chính hãng dùng được hai sim ngon lành cành đào Và giá bán của nó chỉ là 2 ,9 triệu 9 thôi Mình còn vài máy cho các bạn mua nhé Còn vài máy cho các bạn mua Tiếp theo là con Redmi Redmi thì hôm nay mình quyết định là bán giảm giá trên khách hàng các bạn luôn ngoại hình vào khoảng 9899 nói chung tương đối là đẹp con này là con reo con Redmi 10 các bạn thấy là Redmi 10 và mình quyết định giảm giá 300.000 cho các bạn để các bạn nhiệt tình nhấn like ủng hộ cho mình nhá con này cấu hình rất là khủng với giam 6 bộ nhớ là 128g chính hãng của Redmi thì các bạn biết rồi cũng dùng được hai sim ngon lành máy thì màn hình to 6,4 in chuẩn chính hãng dùng hai sim máy tương đối là đẹp có một con màu đen và một con màu xanh một con màu đen và một con màu xanh mình sẽ tri ân khách hàng thanh lý cho bạn với cái giá hai triệu bảy thôi giá không thể nào rẻ hơn đối với một con máy chính hãng camera nhìn khủng thế này bộ nhớ 128 và RAM 6 mà giá chỉ có 2 ,7 triệu 7 bạn biết là không mua nhanh thì chả còn để mà mua và có mua nhanh đến cỡ nào đi trong chăng nữa nhé sau khi mua thì nhớ nhấn like ủng hộ cho mình nha và chia sẻ video đến nhiều người khác nữa để mọi người cùng vào săn xe ủng hộ di động Nhật Nam nói chung gấp lắm rồi tết đến đít rồi các bạn ạ à. các bạn mua nhanh ủng hộ cho mình và like chia sẻ video đăng ký kênh ủng hộ cho mình và ai chưa có nhu cầu thì có thể theo dõi đến năm sau mua ủng hộ cho mình nhé và mình có số ở tân phú đồng nai ai kết thì có thể đến trực tiếp xem và mua ủng hộ cho mình ai ở xa thì chọn hình thức mua online thì vui lòng liên hệ đến số 0979 782366 và 0367709123 để đặt cọc mua hàng các bạn nhé và lưu ý mua hàng online của bên mình hàng đến được kiểm tra hàng test máy rồi mới thanh toán nốt số tiền còn lại chỉ cần đặt cọc trước từ 1 đến 500 để đảm bảo rằng các bạn là những người mua hàng thật sự các bạn nhé cảm ơn các bạn rất là nhiều chúc bạn thật nhiều niềm vui sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống xin chào hẹn gặp lại các bạn ở những video sau